Tham dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Lai Hưng, huyện Bầu Bàng, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thanh Nhân đã tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường, mong muốn cán bộ giáo viên và các em học sinh tiếp tục thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học mới. Năm học mới này, trường Trung học cơ sở Lai Hưng đón nhận hơn 1.300 học sinh, trong đó có gần 400 học sinh khối 6 đầu cấp, tăng khoảng 100 học sinh so với năm học trước. Toàn trường tiếp tục nỗ lực trong công tác dạy và học, đáp ứng tốt yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi của trường đạt gần 60%, 100% học sinh cuối cấp tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm học 2024-2025, toàn huyện Bầu Bàng đón nhận gần 23.000 học sinh ở các khối lớp, tăng khoảng 870 học sinh so với năm học trước. Ngành giáo dục đào tạo huyện tập trung đẩy mạnh công tác thi đua, rèn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Địa phương đặc biệt chú trọng chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân lao động, động viên tạo điều kiện để các em nỗ lực phấn đấu hơn trong học tập.